Là trang hàng Đức có đặt một số cái phụ kiện cho nồi áp suất WMF. Mọi người sau dùng một thời gian dùng có thể bị mất khi vệ sinh hoặc là bị rách. Ví dụ như đây là cái núm này ở phía dưới của cái van chỉ thị áp suất này. Đây hàng mình đặt chính hãng ở Đức này. Cái này khi cũng mọi người hay là mất này. Đây là cái van an toàn áp suất. Van an toàn áp suất ở trên nắp của cái nồi. Đây là cái gioăng 22 cm. Gioăng 22 cm của nồi áp suất WMF. Mọi người các phụ kiện của WMF Perfect và WMF Perfect Plus thì hai cái này dùng chung các phụ kiện này.